Các bác thấy chưa? Đi ăn bún cá mà Ben cứ hò reo như là được cho kẹo ấy. Giờ anh chàng lớn rồi còn đói tự xúc nữa cơ. Nhiều lúc nhìn lại mà giật mình, sao mà con lớn nhanh quá. Chỉ mong nó mãi bé bỏng trong vòng tay của mình thôi. Kể về các bác ấy là em ho nổ cổ một tuần nay rồi chưa khỏi. Trời thì hanh rồi, đường xá lúc nào cũng bụi bặm như này nên là sức khỏe con người cứ suy giảm thôi. Bác nào mà biết cách trị ho hiệu quả thì chỉ em với nhá. Trời vào thu rồi nên là cả nhà đi mua thêm cho Ben mấy bộ quần áo mới. Cứ bộ nào mẹ thấy đẹp ướm thử vào ông con là y rằng anh ta chê xấu không chịu mặc. Xong rồi nhất quyết là tự chọn theo sở thích của mình cơ. Nhưng mà đến khúc trả tiền thì cả hai bố con lại đùn đẩy sang mẹ. Ơ, công bằng ở đâu ấy nhở? Vì nay ông chồng đi vắng nên buổi trưa hai mẹ con tự nấu nướng ăn trưa cùng với nhau. Bình thường ấy ngồi ăn là có ông bố xúc cho đấy, mà nay thì tự xử con nhá. Ăn xong chiều ngủ dậy là hai mẹ con cháu đi siêu thị mua đồ ăn đây. Em mới học được cái món viên nấm chiên giòn, thử làm tối ăn xem sao. Nấm kim châm sau khi rửa sạch đem đi sắt nhỏ, cà rốt và hành mùi cũng vậy. Khúc này là có chép Ben và phụ rồi đấy. Em cho thêm một quả trứng vào rồi đánh đều cho cuộn. Kem Ben này được cái nhiệt tình mà hay phá hoại, shit nữa thì đổ cả cái gói bột chiên giòn vào trong tô luôn. Dáng cái này sướng phết, không lo bắn các bác ạ. Dầu sôi một cái là mình thả từng viên thịt vào một, để khoảng 1 đến 2 phút xém mặt là mình lật được rồi. Giờ thì mắm mắm thôi. Chả hiểu cái món thịt viên này có gì mà tụi nhỏ nó thích ăn thế nhở. Em Ben nhà em ấy ăn được hết bát đấy. Các bác thử làm cho con xem sao nhá.